Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Văn Bàn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được tổ chức cho thấy, nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được quan tâm giải quyết. Kỳ họp đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019. Phân tích những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm. Cùng với công tác chỉ đạo điều hành lĩnh vực kinh tế xã hội, trong 6 tháng qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện và các ban Hội đồng Nhân dân cũng đạt được kết quả tích cực. Hội đồng Nhân dân, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân đã thực hiện được 5 cuộc giám sát chuyên đề, một cuộc khảo sát về các vấn đề cử tri quan tâm, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, kịp thời phản ánh đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết và trả lời theo quy định. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân huyện và tinh thần tập trung, dân chủ, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Bàn khóa 19 đã nhất trí biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong nhiệm kỳ có 1.425 lượt gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình hiếu học, có 96 lượt gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập xuất sắc. Trong 5 năm tới, Hội khuyến học phường sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phấn đấu đưa tỷ lệ gia đình học tập đạt 97%, đơn vị học tập đạt 100%, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương gia đình học tập, đơn vị học tập theo kế hoạch số 46 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Bản Lầu, huyện Mường Khương đã tổ chức tuyên dương khen thưởng đột xuất đối với hai cháu Pờ Sen Hương, học sinh trường Trung học phổ thông số 2 Mường Khương, và Pờ Thị Hồng Minh, học sinh trường tiểu học Bản Lầu, vì đã có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Vào khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2019, trong khi đi từ nhà đến thôn Cốc Chứ, hai cháu Pờ Sen Hương và Pờ Thị Hồng Minh đã nhặt được số tiền gần 20 triệu đồng. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, hai cháu đã đến Ủy ban Nhân dân xã Bản Lầu để trình báo và giao nộp cho công an xã. Tại đây, công an xã Bản Lầu đã tiếp nhận, làm biên bản tạm giữ số tiền trên, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm và trao trả toàn bộ số tiền cho người đánh mất. Ban đầu nhặt được thì cũng loay hoay không biết làm gì nên đợi để xem có người ra trả lại hay không, nhưng mà lại không nhìn thấy ai quay lại. Thì em cùng em của em đã quyết định ra Ủy ban xã Bản Lầu để trình báo lên công an, để công an tìm được người đánh mất số tiền. Ở nhà trường, cô tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm và tất cả các thầy cô giáo trong nhà trường cũng đã tuyên truyền giáo dục những gương người tốt, việc tốt và đặc biệt là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thế và cho đến ngày hôm nay thì em Pờ Thị Hồng Minh đã làm được việc đó, và chúng tôi mong rằng là tất cả các em học sinh trong các nhà trường cũng như trên toàn quốc sẽ thực hiện tốt những cái hành động đẹp, cao cả như thế này để làm sao cho cuộc sống của mỗi người trong xã hội của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Đây là hành động cao đẹp, cần được tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng để mọi người học tập và noi theo. Hiện đang là cao điểm của mưa lũ, nên việc bố trí sắp xếp dân cư đối với các hộ có nguy cơ thiên tai cao là hết sức cần thiết. Với đặc thù địa hình núi cao hiểm trở, chia cắt mạnh, cùng với thời tiết hàng năm diễn biến phức tạp, thường xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nên nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai của người dân là rất lớn. Lào Cai đã tập trung nhiều nguồn lực để sắp xếp bố trí ổn định dân cư tập trung và xen ghép. Thống kê cho thấy, nhu cầu bố trí dân cư giai đoạn 2016-2020 đảm bảo ổn định cho khoảng 4.900 hộ. Trong đó, di rời theo hình thức xen ghép vào các điểm dân cư hiện có là 4.243 hộ, sắp xếp tập trung 658 hộ. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt 13 dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Sát, Mường Khương, Sapa, Simacai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai với quy mô 1.420 hộ dân, tổng vốn đầu tư trên 247 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2018, chương trình đã sắp xếp ổn định cho 1.682 hộ gia đình. Năm 2019, tỉnh đã rà soát được 276 hộ dân phải di chuyển ra khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm. Đến nay, tỉnh đã di chuyển và bố trí chỗ ở cho 100 hộ.
6 tháng đầu năm 2019, Lào Cai đã sửa chữa xây dựng 53 dự án công trình phòng chống thiên tai với tổng kinh phí xấp xỉ 154 tỷ đồng. Qua rà soát cho thấy, hiện toàn tỉnh có 39 điểm và 97 trên 164 xã phường thị trấn nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều lợi thế về địa hình, nguồn nước, khí hậu. Lào Cai rất thích hợp với phát triển thủy sản. Cùng với diện tích ao nuôi có sẵn thì nhiều vùng nông dân đã khai thác mặt nước hồ thủy điện để nuôi cá lồng bè. Việc khai thác lợi thế cùng với đưa một số giống cá có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như cá lăng, cá hồi, cá tầm giúp nâng cao thu nhập cho nông dân. Toàn tỉnh Lào Cai hiện có trên 14.000 hecta mặt nước có thể khai thác phát triển thủy sản. Đối với diện tích hồ chứa như hồ thủy lợi, thủy điện, nông dân đã học tập để phát triển nghề nuôi cá trong lồng bè. Tổng hợp từ cơ quan nông nghiệp các địa phương cho thấy, toàn tỉnh có khoảng 25.000 mét khối lồng bè đang được khai thác để phát triển các loại thủy sản truyền thống như chấm cỏ, chép lai, lăng, nheo, diêu hồng với sản lượng ước đạt 400 tấn mỗi năm. Qua việc phát triển thủy sản trên diện tích mặt hồ cho thấy còn nhiều khó khăn, hạn chế như quy mô ao hồ nhỏ lẻ, phân tán, chủ yếu nuôi các loại cá truyền thống với phương thức quảng canh hoặc bán thâm canh bằng phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ. Việc khai thác nguồn nước sông và hồ chứa để đầu tư nuôi cá lồng còn thấp, hiệu quả chưa cao. Chính vì thế, khi dự án xây dựng mô hình nuôi cá tầm, cá lăng, cá diêu hồng trong lồng bè đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2017-2019 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện sẽ giúp nông dân nhận thức đúng, lựa chọn được đối tượng nuôi phù hợp, từ đó gia tăng nguồn thu cho mỗi hộ gia đình khi cùng đầu tư công sức chăm sóc. Thưa quý vị và các bạn, là một xã miền núi với tiềm năng lợi thế về địa hình đồi núi và điều kiện thời tiết, những năm gần đây, phong trào nuôi ong lấy mật tại xã Dền Thàng, huyện Bát Sát đang thu hút sự tham gia của người dân địa phương. Gia đình anh Chảo Láo Lở, thôn Cô Đông, xã Dền Thàng là một trong những hộ gia đình tiên phong trong phong trào nuôi ong lấy mật. Những năm trước, trong khi đi rừng làm nương, anh Lở có thấy rất nhiều ong bay tìm tổ nhưng lại bay đi nơi khác. Vậy anh đã nảy sinh ra ý tưởng làm tổ cho ong. Anh thực hiện tại các vách đá khu vực nương đồi của gia đình đang canh tác. Năm 2015, từ 1 đến 2 tổ ong trong rừng. Đến năm 2019, gia đình anh Lở đã nhân lên thành 40 tổ ong trong vườn nhà. 7 tổ ong được anh nuôi ở các vách đá trên rừng. Việc phát triển mô hình nuôi ong lấy mật đã giúp gia đình anh Lở từng bước thoát nghèo và trở thành hộ điển hình trong phong trào nuôi ong mật của xã Dền Thàng. Bình quân mỗi năm, gia đình anh thu hoạch trên 50 lít mật, với giá bán là 300.000 đồng mỗi lít. Gia đình anh thu về trên 15 triệu đồng. Nuôi này là mình coi cái đó của nó, cái mặt trời ra thì cái sáp ong của nó sẽ... Mình không thể coi cái hướng sáp mặt trời chiếu vào ở dưới, là lúc nào mình bắt trên rừng nó vẫn che mặt trời kiểu này. Thì là nó mới ở, mình mang về nhà là mình nuôi trong nhà này, mình phải quay đúng hướng mặt trời thì nó mới ở, không, nó không bỏ đi. Mà muốn có nhiều mặt đó, mình phải bịt kín cái đó này, không cho gió nó vào thì mặt nó mới nhiều mặt được. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình nuôi ong lấy mật, thời gian qua xã Dền Thàng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình để các hộ gia đình trên địa bàn xã học tập và làm theo, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh Chảo Láo Lở là một gia đình luôn luôn tìm tòi để nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt trong gần 2 năm qua thì anh chú trọng đến phát triển đàn ong. Sau khi được xã tuyên truyền phát triển mô hình kinh tế mới nhằm xóa đói giảm nghèo, thì anh đã mạnh dạn nhân rộng đàn ong từ gần 20 đàn lên gần 50 đàn. Và cuối năm 2018 thì gia đình anh cũng đã có thu nhập khoảng gần 20 triệu đồng tiền mật ong. Và ngoài ra anh còn, ngoài phát triển nông nghiệp, anh còn chăn nuôi gia cầm như gà, chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò để nhằm phát triển kinh tế cho gia đình. Từ đó xã cũng tuyên truyền mô hình của anh cho nhân dân nói theo để nhằm xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo cho xã.
Để mô hình này phát triển bền vững, trở thành hướng đi xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Trước mắt, người nuôi ong rền thàng cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan chức năng với các biện pháp phù hợp để có thể phát triển mô hình một cách bền vững, qua đó tạo dựng được thương hiệu cho mật ong Bát Sát. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.